Mật vụ Nga đã nhận lệnh ám sát ông trùm Wagner Prigozhin. Thiếu tướng tình báo quân đội Ukraine là ông Budanov tiết lộ. Điệp viên FSB của Nga đã nhận được lệnh ám sát ông trùm Prigozhin sau cuộc nổi loạn của Wagner. Chúng tôi đã nhận được thông tin cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã được giao nhiệm vụ ám sát ông ấy. Liệu họ có thành công hay không, chúng ta hãy chờ xem. Những kế hoạch như vậy thường không diễn ra gấp gáp. Rất nhiều chuyên gia đều nhận định nếu Prigozhin không bị trừng phạt, Tổng thống Putin sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Bởi nước Nga hiện nay có khoảng 10 công ty quân sự tư nhân giống như Wagner. Và các công ty này đều thuộc sở hữu của các đại gia dầu mỏ, các nhà tài phiệt và thậm chí là quan chức an ninh của Nga. Việc ông Prigozhin dễ dàng tiếp cận Moscow sẽ tiếp thêm dũng khí cho các nhà cách mạng khác ở Nga. Hơn nữa, trước nay mọi sự thay đổi chính trị ở Nga đều xảy ra khi hội tụ đủ ba yếu tố. Một là giới tinh hoa bị chia rẽ. Hai là công chúng bất mãn và không còn sợ hãi. Và ba là người dân không còn tin vào chế độ. Số phận Prigozhin ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như số phận của Wagner đang dần được định đoạt thì số phận của ông chủ Prigozhin cũng tương tự như vậy. Vị giáo sư đến từ Đại học John Hopkins là chuyên gia về chiến tranh lạnh tên Sergei Radchenko khẳng định Tổng thống Putin coi trọng lòng trung thành hơn tất cả. Phản bội Tổng thống Putin tương tự với nhận án tử hình. Tương tự, nhà chính trị học người Nga Sergei Markov cũng nói rằng trong mắt Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo của Wagner dường như không còn tồn tại. Các chuyên gia hàng đầu về Liên bang Nga đều nhận định ông Prigozhin không an toàn khi ở Belarus. Bởi nước này đầy dãy tình báo của Nga đang nằm vùng. Và nếu như Kremlin kêu gọi dẫn độ Prigozhin thì Belarus sẽ dâng Prigozhin ngay lập tức vì nước này phụ thuộc vào nguồn tài chính của Nga. Quả thực trước đó số phận Yevgeny Prigozhin đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với Tổng thống Nga như sau. Tôi đã nói với Putin, hạ Prigozhin thì dễ thôi, lần thứ nhất không được thì lần thứ hai sẽ được. Nhưng tôi đã nói với ông ấy là không thể làm điều đó vì những kẻ này có thể làm mọi việc. Phương Tây cũng không dung Prigozhin. Các nước thành viên NATO đang phản đối sự hiện diện của Prigozhin và Wagner gần biên giới của họ, nói rằng nếu Wagner triển khai những kẻ giết người hàng loạt của họ ở Belarus thì tất cả các quốc gia láng giềng thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bất ổn lớn hơn. Ba Lan là quốc gia có chung đường biên giới với Belarus đã bày tỏ lo ngại vì sự hiện diện của Wagner. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết vào hôm thứ Tư rằng sự hiện diện của Wagner thực sự nghiêm trọng và rất đáng lo ngại, và chúng ta cần phải đưa ra quyết định rất mạnh mẽ. Nó đòi hỏi một câu trả lời rất cứng rắn của NATO. Tương tự, các quốc gia vùng Baltic cũng bày tỏ lo ngại việc để Wagner đến Belarus sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực. Vậy nên họ đã thúc giục Liên minh châu Âu coi Wagner là một tổ chức khủng bố. Sự xuất hiện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus có thể khiến tình hình an ninh ở biên giới phía đông của NATO và EU trở nên bấp bênh hơn. Quả thực, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức điều thêm quân dọc theo sườn phía đông.